Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Israel đã công bố kế hoạch sơ tán thành phố Kiryat Shmona ở miền Bắc nước này trong ngày 20 tháng 10, sau khi nổ ra giao tranh với các tay súng Hezbollah tại khu vực biên giới giáp Liban những ngày qua. Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ, Bộ Chỉ huy miền Bắc của Israel đã thông báo cho thị trưởng thành phố Kiryat Shmona về quyết định trên. Chính quyền địa phương, Bộ Du lịch và Bộ Quốc phòng sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch. Trong một diễn biến khác, một đoạn video gần đây cho thấy các chiến binh Hezbollah đang huấn luyện bằng súng bắn tỉa và ván trượt ở vùng núi Liban, có thể đã nhấn mạnh thêm năng lực quân sự của nhóm này. Navied Ahmed, một nhà phân tích độc lập chuyên về Hezbollah ở vùng Vịnh, cho biết Hezbollah có một lực lượng gồm 20.000 chiến binh, nhiều người được đào tạo bài bản và được trang bị tốt. Lực lượng này có thể được mở rộng nhanh chóng bằng cách huy động 30.000 người thành viên bán thời gian, sau đó được tăng cường thêm bằng những lực lượng phụ trợ được đào tạo kém hơn. Nhiều chỉ huy Hezbollah đã thu được kinh nghiệm hữu ích trong các trận chiến ở Syria, nơi tổ chức này từng triển khai lực lượng ồ ạt tới để hỗ trợ Tổng thống Assad. Các chuyên gia cho rằng, thành trì của Hezbollah ở miền nam Liban hiện được bảo vệ bởi hệ thống hầm sâu, đường hầm và kho chứa dưới lòng đất. Căng thẳng dọc biên giới của Israel với Liban đang rất cao, đã có nhiều ngày đụng độ và một số người thiệt mạng. Hôm 17 tháng 10, một tên lửa chống tăng bắn từ Liban đã rơi xuống thị trấn Metula ở miền bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel đáp trả bằng pháo binh và không kích. Hàng chục ngôi làng phía nam biên giới đã được sơ tán. Nếu các nhà lãnh đạo của Hezbollah quyết định ủng hộ việc gia tăng các hành động thù địch ở mức độ thấp hiện nay, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột hai mặt trận và khó khăn đối với Israel. Do đó, có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột khu vực khi Syria, Iran, Mỹ và những người chơi khác tham gia. Một số nhà phân tích rằng Hezbollah mặc dù chuyên tâm loại bỏ Israel nhưng có quá nhiều thứ để mất nên không thể mạo hiểm để xảy ra một cuộc xung đột toàn diện vì lợi ích chính trị và thương mại sâu rộng của họ. Nhiều người cho rằng Hezbollah từ lâu đã tìm cách kích động một cuộc chiến tranh ngắn hạn, có giới hạn nhưng lại muốn tránh bất cứ điều gì lớn hơn. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng có nguy cơ xảy ra một tính toán sai lầm chết người trong một môi trường căng thẳng như vậy. Một yếu tố nữa là lực lượng khổng lồ của Mỹ hiện đang tiến vào phía đông Địa Trung Hải, được điều động với mục đích rõ ràng là đe dọa Hezbollah và những người bảo trợ của lực lượng này ở Tehran. Chuyên gia Matthew Levitt tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington nói, không ai, kể cả một quốc gia có chủ quyền, sẽ không để ý đến hai nhóm tàu sân bay. Nó không ngăn cản họ thực hiện các cuộc tấn công quy mô nhỏ, nhưng sẽ khiến Hezbollah suy nghĩ rất cẩn thận về việc làm bất cứ điều gì lớn hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Gaza được phát động lại là một câu hỏi khác. Người phát ngôn của Hezbollah mô tả các cuộc tấn công của họ cho đến nay là một lời cảnh báo đối với Israel, trong khi các quan chức cấp cao Hezbollah nhiều lần nói rằng họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bộ trưởng Ngoại giao Iran thì cảnh báo rằng khả năng chiến tranh lan rộng ở các mặt trận khác đang đến giai đoạn không thể tránh khỏi. Theo trang tin Axios, ngày 19 tháng 10, Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm mà ban đầu Mỹ định chuyển cho Ukraine. Quân đội Israel đã thông báo với Lầu Năm Góc rằng họ cần đạn pháo để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza. Trong cuộc gặp giữa ông Biden và Thủ tướng Netanyahu ở Tel Aviv, ông Netanyahu cho biết Tổng thống Mỹ đã cam kết gửi một gói viện trợ quân sự lớn chưa từng có. Trong tuyên bố trên, không rõ có phải Thủ tướng Israel đề cập đến số đạn pháo nói trên hay không. Xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine, khi cuộc phản công mùa hè chỉ đạt được những bước tiến tối thiểu và phải trả giá bằng nhiều sinh mạng. Ukraine đang vận động các quốc gia châu Âu tiếp tục viện trợ, trong khi các quan chức Mỹ đang bận tâm đến việc khẩn trương chuyển vũ khí cho Israel. Trong chuyến thăm trụ sở NATO ở Brussels vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo. Điều quan trọng là phải có tên lửa tầm xa hoặc vũ khí tầm xa. Vấn đề ở đây là làm thế nào để có được. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh rằng nước này có đủ khả năng lo cho hai cuộc xung đột ở nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ mà Quốc hội Mỹ phân bổ cho Ukraine đang cạn kiệt.
Tổng thống Joe Biden đang cố gắng thuyết phục Đảng Cộng hòa chấp nhận thông qua 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine bằng cách gắn với gói 10 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Ông Biden cho rằng phe Cộng hòa sẽ dễ chấp nhận hơn nếu gắn viện trợ cho Ukraine với viện trợ cho Israel. Israel vẫn chưa sử dụng nhiều pháo trong cuộc chiến với lực lượng Hồi giáo Hamas, thay vào đó chọn cách tấn công Gaza bằng các cuộc không kích, sử dụng pháo và xe tăng trong các cuộc giao tranh lẻ tẻ với các tay súng Hezbollah ở Liban và cao nguyên Golan. Tuy nhiên, quân đội Israel đang tập trung dọc biên giới Gaza để chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, ngày 19 tháng 10, chiến dịch trên bộ sẽ sớm diễn ra. Các quan chức Israel nói với trang tin Axios rằng pháo sẽ cần thiết cho một cuộc tấn công trên bộ. Trong khi đó, truyền thông Israel đêm ngày 19 tháng 10 dẫn các nguồn tin từ chính phủ và Quốc hội Mỹ cho biết nước này đang có kế hoạch đưa hai hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt Iron Dome trở lại Israel để nước này tăng cường khả năng phòng thủ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo tới các thành viên Quốc hội về dự định cho Israel thuê lại các hệ thống vòm sắt này. Một quan chức Quốc hội Mỹ cho biết việc chuyển giao sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Trước đây, Mỹ đã mua hai khẩu đội vòm sắt để trang bị tại đảo Guam ở Thái Bình Dương. Trước đề nghị cấp bách từ phía Israel, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ bổ sung đạn dược, nhất là tên lửa đánh chặn cho vòm sắt càng sớm càng tốt, đồng thời tăng gấp đôi hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông. Khoảng 2.000 sĩ quan quân đội Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trong bối cảnh môi trường an ninh tại Trung Đông bất ổn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, ở thời điểm hiện tại, nước này không có quyết định nào liên quan đến việc triển khai quân đội. Theo Phó Thư ký báo chí Sabrina Singh, nhóm tàu sân bay tấn công Zero Four hiện gần kết thúc sứ mệnh 6 tháng tại khu vực Bộ Tư lệnh Chiến trường Châu Âu của Mỹ sẽ được kéo dài thời gian triển khai. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, quân đội Ukraine đã thiết lập một vị trí chiến lược nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn Poma và tiến về phía Bắc tới thị trấn Pichanivka gần đó. Theo đó, các đơn vị của hai lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine đã tiến vào đất liền tới các thị trấn Poma và Pichanivka và bắt đầu củng cố lực lượng tại đây. Ukraine đã có được một vị trí ở khu vực do Nga kiểm soát sau một chiến dịch tấn công liên tục bằng pháo binh và máy bay không người lái. Trong khi đó, một video ghi lại cảnh trên chiến trường cho thấy pháo binh Nga đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine gần một cây cầu đường sắt ở tả ngạn sông Dnieper. Qua video, không rõ liệu Ukraine có thể thiết lập sự hiện diện lâu dài trong khu vực hay không. Một đoạn video khác lại cho thấy lực lượng Ukraine đang di chuyển khỏi khu vực giao tranh ban đầu và quay trở lại nơi an toàn hơn gần cầu Antonivka. Chuyên gia Nga Vladimir Rogov cho biết tình hình xung quanh khu vực gần như không có gì thay đổi khi cả Nga và Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Blogger quân sự người Nga Vladimir Kulikovsky ngày 18 tháng 10 cho hay, cuộc vượt sông Dnieper của thủy quân lục chiến Ukraine diễn ra trước 3 ngày bắn pháo dữ dội nhằm vào các vị trí của Nga ở tả ngạn sông Dnieper. Theo ông Kulikovsky, các máy bay không người lái của Nga đã phá hủy những chiếc thuyền mà Ukraine sử dụng để băng qua sông Dnieper. Lực lượng mặt đất của Nga đã ngăn chặn quân đội Ukraine thiết lập hoàn toàn vị trí trong khu vực. Theo ông Rogov, các đội trinh sát Ukraine cũng đã đổ bộ bằng thuyền và đang tập trung ở làng Krynov và trên đảo Kazatsky. Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết quân đội nước này chặn 4 nhóm trinh sát Ukraine vượt sông Dnieper. Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sandor ngày 18 tháng 10 thông báo nỗ lực của đối phương nhằm giành chỗ đứng ở bờ đông không mang lại kết quả gì. Các đơn vị của Nga đã khiến đối phương chịu thất bại nặng nề và tổn thất lớn. Để tiến hành một cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, Ukraine sẽ phải thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ qua sông Dnieper vì tất cả các tuyến đường chính đã bị phá hủy. Công ty tư vấn quân sự Rochan Consulting nhận định hoạt động đổ bộ của Ukraine có rủi ro cao nhưng cũng có thể mang lại lợi ích cho Kiev. Nếu thành công, Ukraine sẽ có cơ hội tiến gần đến bán đảo Crimea và vượt qua các công sự của Nga ở Zaporizhia. Theo Telegraph, bất kỳ nỗ lực nào nhằm thực hiện kế hoạch trên của Ukraine cũng có thể sẽ lặp lại các chiến thuật mà lực lượng nước này đã sử dụng ở phía đông khu vực Zaporizhia và Donetsk. Các nhà phân tích phương Tây đánh giá Ukraine đang nỗ lực tiến về phía bờ biển đen nhằm xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga và mở ra một tuyến đường mới hướng tới Crimea. Mới đây nhất, Ukraine đã nhận được bệ phóng tên lửa tác chiến lục quân
ATACMS do Mỹ cung cấp. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công, phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga ở miền đông Ukraine. Các nhà bình luận Nga cho rằng, với việc hệ thống ATACMS được triển khai trên chiến trường, Ukraine sẽ tìm cách tấn công vào vùng lãnh thổ ở Tả Ngạn để nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần phía sau tiền tuyến của Nga. Kênh True Measure trên Telegram cho hay, thông tin về việc mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine trên bờ sông Dnieper cho thấy kế hoạch tạo ra một vị trí chiến lược đối với các hành động tiếp theo. Kênh này cho biết thêm, một yếu tố mới trên chiến trường là sự xuất hiện của ATACMS, tên lửa tầm xa mà Ukraine đã sử dụng để tấn công vào các sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Berdyansk và Lugansk. Ở giai đoạn tiếp theo, Ukraine có thể sẽ cố gắng tiến hành các cuộc tấn công nghi binh để tiếp cận các khu vực ở phía Nam, cũng như các cuộc đột kích quy mô lớn bằng UAV. Trong khi đó, công ty Rothschild Consulting nhận định rằng ưu thế vẫn đang nghiêng về phía Nga. Công ty này cho hay, khi nhìn vào số lượng đơn vị cả hai bên triển khai, rõ ràng là phía Ukraine ít hơn. Để tiến hành được các hoạt động tấn công bất ngờ, Ukraine cần sự phối hợp cao của pháo binh, cho phép Kiev thiết lập và mở rộng khu vực gần bờ sông Dnieper. Ukraine có thể sẽ gặp khó khăn nếu không triển khai thêm đội hình.